mọi người, hôm nay em Liễu sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để trả lời cái tương tác nhanh như vũ bão ha, chỉ dùng cho hệ điều hành Android ha nhà mình ha. Đây ví dụ như thế này thì chúng ta sẽ vào đây và chúng ta sẽ trả lời ha. Ok chế này, đó check baby em nhé, đó rất là nhanh đúng không ạ? Đây ạ, rất là nhanh. Đó, đó là cách để mình trả lời và tương tác nhanh như vũ bão ha. Thì đây, đầu tiên thì các chị phải vào CH Play ha. Và CH Play. Được chưa? Và CH Play và chúng ta tải La Banh Cây ha. Được chưa? Chúng ta sẽ tải La Banh Cây về. Được chưa? Ở đây thì em Liệu đã tải rồi. La Banh Cây ha. Và các chị sẽ vào đây và các chị sẽ vào cái mục các mục cài đặt ha và vào quản lý ghi chú. Sau đó thì các chị sẽ thêm ghi chú, ví dụ như là check EBM nhé hoặc là chúc ngày mới nhiều năng lượng gì đó ha, chúc mừng tình yêu gì đó, chúc mừng chế gì đó ha. Đó thì các chế chỉ cần vào đây đó rồi chúng ta sẽ vào cái phần mềm này, chúng ta ghi tất cả những cái ghi chú mà chúng ta thích đó, sau đó thì chúng ta vào các cái bài của mình ha và chúng ta bắt đầu trả lời tin nhắn mà thôi. Đây ha. Đây ví dụ như là bài này của em Liễu đi ha. Đây bài này thì không có, là em Liễu đã trả lời comment rồi. Những cái bài mà em Liễu chưa trả lời comment đây. Đây. Ha. Và chúng ta sẽ bấm vào cái tài liệu ha. Đó, thì chúng ta trả lời rất là nhanh. Tương tác rất là nhanh luôn. Khi mà có chế muốn đi tương tác có tâm thì nói chung là các cái bài viết nó có nội dung tương tự nhau thì có chế chỉ cần cài các cái nội dung sẵn như thế này. Đó và có chế đi trả lời và tương tác ha. Trả lời tương tác và trả lời đi comment bài của tất cả các khách hàng ha. Đấy. Rất là nhanh đúng không ạ? Đấy, rất là đơn giản luôn. Với các cái nội dung mà các chế đã cài sẵn ở đây, chỉ cần vào đây thì nó sẽ hiện lên ha. Rồi, chúc các chế thực hiện cái công việc này thành công. Nếu như mà không biết cách làm cho rõ thì hãy inbox cho em Liễu hoặc gọi cho em Liễu qua số điện thoại 0931 242 699 nha.